Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế các dự án liên quan đến khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh ở thị xã Đức Phổ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường du lịch vào khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh thuộc xã Phổ Khánh và phường Phổ Thạnh. Dự án có chiều dài 1,8 km với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022. Tính đến thời điểm này, dự án được bố trí vốn gần 45 tỷ đồng và thi công đạt khoảng 75% khối lượng. Khó khăn lớn nhất của dự án này là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện còn một hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và ba hộ dân chưa được lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Trong thời gian tới, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao chủ đầu tư, các đơn vị thi công đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để hoàn thành trong năm 2022. Từ nay đến cuối năm, thi công trong điều kiện mùa mưa nên phải xác định điểm dừng kỹ thuật để hạn chế thiệt hại. Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với địa phương thực hiện đúng quy định hiện hành và tuyên truyền vận động người dân chấp thuận. Tinh thần là phải giải thích cho người dân về chính sách pháp luật để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận của người dân với chính quyền và chủ đầu tư thì điều đó là tốt nhất. Trường hợp cưỡng chế là khi mà các cơ quan có chức năng làm hết trách nhiệm, vận động thuyết phục nhưng người dân không chấp hành thì chúng ta sẽ sử dụng biện pháp hành chính để tổ chức cưỡng chế nhằm sớm triển khai thi công hoàn thành dự án trong cái thời gian sớm nhất. Về chất lượng công trình thì đây là một cái công trình vừa phục vụ cho giao thông đi lại, vừa phục vụ cho phát triển du lịch. Cho nên ngoài đảm bảo về chất lượng công trình thì yêu cầu là cái tính thẩm mỹ của công trình cũng cần phải là quan tâm để làm sao công trình đưa vào khai thác vừa đảm bảo mỹ quan đẹp và vừa đảm bảo chất lượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đến thăm nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh ở phường Phổ Thạnh. Trong khuôn viên 400 m², nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh được xây dựng trên chính vùng lõi nền văn hóa Sa Huỳnh cổ xưa. Đây là điểm nhấn trưng bày tái hiện nền văn hóa cổ xưa của người Việt, kết nối với con đường di sản miền Trung, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu đề xuất quy hoạch để nâng từ nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh thành bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh. Phát triển du lịch ở đây thì chúng ta có cái thuận lợi đó là và có cái thiên nhiên ưu đãi cho Quảng Ngãi chúng ta là có cái nền văn hóa Sa Huỳnh và có cái đầm An Khê là một cái địa điểm rất là tốt để cho chúng ta phát triển du lịch cộng đồng và các loại hình văn hóa khác. Cho nên là cái suy nghĩ của chúng ta cần phải có cái tư duy đổi mới và theo hướng tiếp cận mới. Chứ chúng ta không nghĩ đơn thuần là chạy theo từng dự án cụ thể để phục vụ cho phát triển kinh tế trước mắt mà không tính đến cho cái câu chuyện phát triển lâu dài, phát triển bền vững và làm sao để mọi người dân ở khu vực này hưởng được thành quả từ cái sự phát triển cái lợi thế của địa phương hiện có. Khảo sát hướng tuyến đường Dung Quốc Sa Huỳnh đoạn qua đầm An Khê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng việc phê duyệt quy hoạch đường ven biển này không phù hợp với di chỉ văn hóa Sa Huỳnh và đầm An Khê. Vì vậy, cần phải thay đổi hướng tuyến để tạo điều kiện phát triển du lịch. Giao cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông và thị xã Đức Phổ nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh hướng tuyến theo hướng từ cái đầu ngoài đầm An Khê rẽ về hướng Tây để kết nối với quốc lộ 1 đi vào Bình Định, không thực hiện cái tuyến từ cái đầm An Khê vào trong đèo Bình Đê vì nó sẽ phá vỡ toàn bộ cái đầm An Khê và cái di chỉ văn hóa Sa Huỳnh, chúng ta sẽ mất đi cái lợi thế về phát triển du lịch. Nội dung này cần phải điều chỉnh chậm nhất là vào tháng 6 năm 2023 phải điều chỉnh cái phương án tuyến này. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra dự án đầu tư khu du lịch Sa Huỳnh mở rộng và dự án khu du lịch King Bay Sa Huỳnh.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra dự án đầu tư khu du lịch Sa Huỳnh mở rộng do Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho thuê đất hơn 3 hectare. Thế nhưng đến nay, công ty chưa xây dựng các hạng mục công trình chính trên phần diện tích hơn 3 hectare, mà chỉ xây dựng đoạn kè dọc bờ biển khoảng 100 mét và phần kè bị hư hỏng khoảng 200 mét. Đối với phần diện tích 47 hectare mà nhà đầu tư đề xuất tiếp tục mở rộng, đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu phải làm các thủ tục thu hồi đất 3 hectare. Đối với phần đất 47 hectare, giao Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ tiến hành đền bù, tạo quỹ đất sạch phát triển thương mại du lịch. Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi không đưa đất vào sử dụng là vi phạm pháp luật về đất đai. Vừa qua thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thông báo thu hồi đất. Thời gian sắp đến thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với thị xã Đức Phổ và các sở có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định chính thức để thu hồi đất đối với 3 cái hecta này. Đối với diện tích 47 hecta còn lại giao cho thị xã Đức Phổ lập phương án bồi thường, giải phóng bằng, tạo đất sạch để đấu giá cái quỹ đất này đưa vào phát triển thương mại du lịch trong cái thời gian đến. Thời gian hoàn thành chậm nhất là giải phóng mặt bằng sạch vào cuối năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra dự án khu du lịch King Bay Sa Huỳnh do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc tế King Bay làm chủ đầu tư. Dự án này được cấp phép vào năm 2019, có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Dự án đến quý tư năm 2021 hoàn thành. Thế nhưng đến nay, dự án vướng mắc liên quan đến đất xã quản lý, nên nhà đầu tư đang rà soát nguồn gốc đất trong phạm vi dự án, làm cơ sở để đánh giá phân loại đất đai trong dự án. Dự án chưa tiến hành thực hiện thủ tục cho phép nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp và nhà đầu tư cũng chưa thực hiện việc tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng với các hộ gia đình cá nhân trong phạm vi dự án. Dự án chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Đức Phổ. Vị trí dự án chưa được điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng dự án đến nay chưa hoàn thiện hồ sơ và tiến hành thủ tục thuê đất để thực hiện dự án theo quy định. Dự án đã chậm tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư được cấp, nên cần phải làm việc với chủ đầu tư để tự nguyện chấm dứt dự án. Đến thời điểm này, sau khi rà soát lại dự án, thì nếu tiếp tục triển khai dự án này thì nó không đảm bảo về mặt pháp luật hiện hành. Vì vậy, giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư làm việc với nhà đầu tư để đề nghị nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt thực hiện dự án. Sau khi có cái văn bản tự nguyện chấm dứt thực hiện dự án của nhà đầu tư thì giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với thị xã Đức Phổ và các cơ quan có liên quan rà soát lại toàn diện về của dự án về mặt quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như các vấn đề có liên quan khác để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định các cái bước tiếp theo để làm sao cho thấy cái sự nhất quán của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi trước sau như một. Cái việc thay đổi này là do nó vướng mắc về chính sách pháp luật về đất đai chứ không phải là chính quyền tỉnh Quảng Ngãi muốn thay đổi nhà đầu tư khác. Việc tổ chức triển khai thực hiện dự án này thì phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan phải khẩn trương thực hiện các bước theo quy định để khai thác tốt quỹ đất phục vụ cho phát triển du lịch. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đến thăm và trao đổi với người dân làm du lịch cộng đồng ở làng Gò Cỏ. Làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao của Quảng Ngãi. Làng Gò Cỏ nằm trên đồi núi đá ven biển ở phường Phổ Thạnh, có diện tích khoảng 105 ha với 83 hộ dân. Nơi đây kế thừa giá trị văn hóa từ người cổ Chăm Ba với hệ thống giếng đá cổ, tường rào cổng ngõ bằng cây xanh, nhà tranh vách đất xưa cũ. Người dân đã xây dựng và phát triển du lịch, tạo thành công viên di sản làng Gò Cỏ, xây dựng mô hình hợp tác xã cộng đồng nhằm tổ chức điều phối kinh tế cộng đồng, bảo tồn, nâng cao năng lực người dân bản địa. Đến thăm một số gia đình làm dịch vụ lưu trú homestay trong làng Gò Cỏ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, từ khi thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng Gò Cỏ, nơi đây ngày càng có khách du lịch đến tham quan, tạo thu nhập ổn định cho người dân. Làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ là mô hình tốt cần nhân rộng trong thời gian đến. Mục tiêu phát triển kinh tế, người dân có thu nhập, ổn định cuộc sống.
tôi cho đây là một cái mô hình rất là mới, và tôi cho là cần cũng phải là tiếp tục nghiên cứu để mà chúng ta hoàn thiện cái mô hình này. Mà cái vai trò dẫn dắt của hợp tác xã và báo nói riêng và của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nói chung là để làm sao mà chúng ta càng ngày càng cái khắc phục những cái hạn chế, những cái bất cập mà để chúng ta hình thành một cái mô hình du lịch cộng đồng như làng Gò Vỏ này thì cho rất là tốt. Và không riêng gì chỗ làng Gò Vỏ này mà có thể nhân rộng ra các cái địa phương khác trong tỉnh. Mà để mà thực hiện được cái việc này thì không riêng gì các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện và của ban chủ nhiệm hợp tác xã Gò Vỏ, mà có sự cộng đồng trách nhiệm cũng như sự hợp tác hỗ trợ của người dân trong cái làng này. Thì phải nói rằng là bước đầu như thế này là thấy rất là thành công. Qua nghe báo cáo của ban chủ nhiệm hợp tác xã du lịch cộng đồng Gò Cỏ, nhất là khó khăn về nguồn vốn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn vay vốn, chính sách cho vay phát triển kinh tế ưu đãi nhất cho người dân phát triển du lịch, hướng tới phát triển du lịch phía Nam thị xã Đức Phổ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở ngành liên quan và địa phương cần quan tâm đầu tư hơn nữa để làng Gò Cỏ phát triển. Đối với các cây công trình mà phục vụ cho lợi ích công cộng, đồng thời cũng là phục vụ cho cái phát triển cái làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ, coi như chúng ta đây là làm điểm để làm nhân rộng cái mô hình này ra, thì giao cho hai sở, đó là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các đồng chí phối hợp với thị xã Đức Phổ, với cái phường Phổ Thạnh, xã Phổ Khánh và hợp tác xã Gò Cỏ xây dựng cái kế hoạch để phát triển cái làm điểm cái làng du lịch Gò Cỏ này, đặc biệt là đầu tư các cái công trình phục vụ công cộng để cho cái làng du lịch Gò Cỏ này thu hút khách ngày càng nhiều hơn. Tôi ví dụ như là cổng làng này, nhà vệ sinh công cộng này, các vấn đề về xử lý môi trường này, thì cái này thì trong khả năng tỉnh sẽ hỗ trợ cho thị xã Đức Phổ để làm được việc này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh mong muốn người dân làng Gò Cỏ tiếp tục đồng hành, có những cách làm mới sáng tạo để mô hình du lịch này ngày càng phát triển, góp phần quảng bá, giới thiệu đất và người Quảng Ngãi đến với du khách trong và ngoài nước.